Mến chào cô chú anh chị và các bạn. Cây chanh dây của mình hôm nay đã được một tuần và đã cao lên tới khoảng gần 6 feet rồi. Rất là nhiều nụ, lá xanh tươi, khỏe mạnh. Ngày nào cũng vậy ra khu vườn để mà ngắm hoa rồi xem những cây ăn trái của mình nó lớn như thế nào. Đặc biệt là cây chanh dây đã đem về nay hơn một tuần. Cứ mỗi một ngày mình ra nhìn những cái lá thì cứ mỗi trong cái gốc lá mình sẽ thấy nó lú ra nhỏ nhỏ, bé bé dễ thương. Tất cả những cái nụ này sẽ lớn dần rồi từ từ sẽ cho mình thấy được cái hoa. Cây chanh dây rất là dễ trồng, không có khó. Để có một cái vườn hoa thì mình cũng có thể mua một loại cây chanh dây nhưng không phải là trái là bông. Amazon.com bán rất là nhiều, có rất là nhiều màu khác nhau như màu vàng, màu cam, màu đỏ, màu tím, màu hồng. Cứ mỗi một cái bông nó nhìn có cái đẹp khác nhau. Nếu mà mình muốn thì mình cũng có thể mua trồng ở dưới đất cho nó leo cái hàng rào. Quanh năm suốt tháng mình sẽ thấy bông. Còn nếu như mình muốn ăn trái thì mình phải mua một loại cây ăn trái đó là cây chanh dây ăn trái. Passion Food hoàn toàn khác với lại Passion blooming flower chia sẻ cùng với mọi người cây chanh dây của mình á nó cần có cái chỗ để mà nó leo nó cứ đi mãi như thế này không có để chồng rất là dễ luôn mình có cần tụ phấn hay không chia sẻ cùng với mọi người nếu như mình thích trồng cây chanh dây hôm đi bồ lô mùa này bán rất là nhiều một cây khoảng là 25 đồng cho đến ba chục còn nếu như mình muốn đi chợ trời thì có thể là rẻ hơn. Miền Bắc Cali, thành phố Kiroi của mình có một cái nơi người mẹ họ bán cuối tuần. Mỗi một cây trên dây khoảng là 20 đến 25 đồng, có nhiều cây lên tới 6 cho tới 7 feet. Nhưng chỉ có mùa hè thì mình mới thấy thôi, và nếu như cô chú anh chị và các bạn nào ở miền Bắc Cali, San Jose mà muốn hẹn hồng một ngày cùng nhau đi chợ trời xem coi chợ trời này có cái gì lạ, có cái gì để cho mình mua hay không. Và nếu muốn mua cây chanh dây, mình cũng có thể hỏi thì mà bán cây. Nếu có thì mình mua về cùng nhau để mà trồng cho mùa hè năm nay. Nhưng cây chanh dây chỉ thọ được là 5 năm, 6 năm, 7 năm hơn lắm là 8 năm Vì vậy cho nên nếu cây chanh dây của mình Nó có chết đi thì cũng đừng có buồn Thời gian mình chăm sóc nó cho trái để mình ăn Nếu như hết mùa Thì những cái trái này mình cũng có thể đem vào trong nhà Cho vào tủ đá Khi cần lấy ra ăn Rất là tốt cho sức khỏe của mình khi mình mua cây chanh dây về nhà, trước nhất là mình đừng có cho xuống dưới đất, đợi hết cái mùa cây ăn trái của mình rồi đó, trời đã mát lại rồi thì lúc bấy giờ mình cho cây xuống dưới đất để mà mình trồng khi mà mình mua cây về những điều mình cần làm cho cái cây của mình nó khỏe hơn thứ nhất là mình nên lấy một chiếc đũa mình cắm vào trong cái chậu phân cứ cắm xuống cho đến khi nào cây đũa của mình không còn cắm xuống được nữa thì mình rút lên xem thử coi cái cây đũa này chỗ nào nó ẩm nước chỗ nào không có ít nhất là cái cây của mình phải có là 80 phần trăm cái phân nó ẩm nếu như cây mà nó bị khô thì mình cần tưới nước vào mình cứ tưới đại vào cho đến khi nào cái nước nó ngập qua cái chậu như vậy là được rồi cứ mỗi vào buổi sáng sớm mình ra khu vườn xem thử cái cây cái lá của mình nó có khỏe lại hay chưa nếu cần nước thì mình cứ tưới đừng sợ cây nó chết dài ba ngày thì mình sẽ thấy được cái cây của mình lá xanh tươi ra nhiều nhánh mới cây chanh dây là một loại cây để mình ăn trái và cũng có một loại cây chỉ là hoa mà thôi đó là passion blooming flower để chọn lựa những loại bông mà mình thích thì hôm đi bộ lâu không có bán chỉ có amazon mà thôi chỉ cần đánh cái chữ là bông cây chanh dây thì sẽ ra được những loại bông mình chọn lựa. Khi cây của mình đã khỏe khoảng một tuần thôi, từ 4 feet lên tới 6 feet, ra rất là nhiều nhánh. Cứ mỗi một cái nhánh và nhìn vào mỗi cái lá thì mình sẽ thấy có những cái nụ nó hé ra nhỏ nhỏ, từ từ lớn dần khoảng một tuần thôi là mình đã thấy được cái sự khác biệt của nó. Hiện bây giờ cái cây của mình có rất là nhiều nụ nhiều vô cùng luôn và đã nở cho mình là ba cái bông. Đó là cái niềm vui cái mà mình đã làm để làm sao cho cây của mình nó khỏe hơn. Mình không nên bón phân cho cây khi mới mua về. Mùa này không phải là mùa bón phân. Mình chỉ cần tưới nước đầy đủ. Thứ hai, nếu trong nhà của mình có thuốc Advil, Tylenol hay là vitamin mà mình thường uống mỗi ngày chỉ cần cho vào cái chậu một hai viên xuống lòng đất là được rồi chỉ cần cho một hai lần là đủ rồi còn nếu như mình có thể đi mua một loại vitamin B1 ở Home Depot mình cũng đã chia sẻ qua một ly nước mình cho vào là một muỗng canh mình quậy rồi mình tưới nước hoặc là mình mua thêm một loại nước nữa đó là hydrogen peroxide xem màn ảnh thì cái chai nước này mình cũng dùng là một muỗng canh cho vào một ly nước mình quậy rồi mình tưới như vậy là đã được rồi nhớ một lần mà thôi vài tháng sau thì mình mới cho lại nữa thức ăn bon meal cũng như là thức ăn 10 10 10 mình cho vào một muỗng canh như vậy là được rồi khi mình mua cây này về nay đã được một tuần mãi cho đến ngày hôm nay cây của mình rất là khỏe mạnh khi cây đã khỏe mạnh rồi thì mình sẽ thấy được nó ra rất là nhiều nụ và mỗi một cái nụ nó lớn rất là mau và mình có nên tụ phấn cho cái cây chanh của mình hay không hay những loại cây ăn trái ở sau khu vườn của mình nếu mình đã trồng qua thì mình thấy được là nhà mình có ong thì mình không có cần tụ phấn nhưng nếu như cây của mình không có ong đến nhà thì mình phải tụ phấn nếu không thì mình sẽ thấy được cái bông từ từ rồi cái bông đó nó sẽ rụng đi những gì không có ở sau khu vườn đã trồng qua chia sẻ rõ ràng mình nói từ từ chậm chậm để cho các bạn hiểu là cách mình trồng như thế nào chung quanh nhà của mình thì bông rất là nhiều nhưng khi mình trồng cây ăn trái như là bầu bí mướp su su khổ qua thì mình phải tụ phấn bởi vì nhà của mình không có ông đến chung quanh nhà của mình không có ai trồng bông hoa vì vậy bắt buộc mình phải tụ phấn còn nếu như mình thấy xa khu vườn của mình có ông thì mình không cần phải lo hôm nay hồng kia sẽ cách tụ phấn cây chanh dây cũng như là bầu bí mướp xu xu khổ qua mình cũng làm giống như vậy mà thôi bông đực lúc nào cũng ra trước rồi mới tới bông cái nhưng cây chanh dây thì không phải là như vậy khi đã nở ra một cái bông rồi thì nó sẽ nở vào sáng sớm khoảng trưa trưa thì mình sẽ thấy được phấn của bông đực mình nói chậm chậm cây bông chanh dây nó có hai lớp lớp ở trên chỉ có ba thì ba này là cái ở dưới là bốn bốn dưới là đực cho nên mình cần phải lấy phấn đực để mà chét lên trên của ba nhánh ở trên là cái mình nói như vậy cho đơn giản mọi người sẽ hiểu hơn khi mình lấy cái tay mình rào vào thì không thấy phấn như vậy là mình phải đợi thêm khoảng một tiếng nữa mình phải ra khu vườn lấy phấn chét lên như vậy là đã được rồi thời gian khoảng là một ngày thì mình sẽ thấy được cái bông này nó khép lại nhớ nếu như mình không tụ phấn là cái bông này nó sẽ rụng mình tụ phấn nhiều thì mình có trái nhiều trái nhiều quá mình không muốn tụ phấn nữa thì cũng không sao nhưng riêng cá nhân của hồng đó thì ngày nào cũng ra khu vườn nhìn thấy hoa rồi sẵn luôn mình tụ phấn đơn giản lắm không có khó nếu như bầu bí mướp su su khổ qua của mình cần tụ phấn bông đực ra trước bông cái chưa ra khi bông cái ra rồi thì không có bông đực vậy thì mình cũng nên cắt những cái bông đực đó khi nó mới bắt đầu nở vào sáng sớm cho vào một cái hộp thấm nước thấm nước ấm ấm rồi mình cho vào đậy nắp lại cho vào tủ lạnh khi nào bông cái nở thì mình đem ra để mà tủ vắng cây chanh dây thì mình không làm như vậy được bởi vì không có một cái bông đực hoàn toàn bông đực và bông cái chỉ là một cái bông mà thôi. Hôm nay cây của Hồng cũng đã được 6 feet rồi, rất là nhiều nụ, cứ mỗi một ngày cái nụ nó lớn dần, không biết là bao nhiêu. Hy vọng là những ngày kế tiếp Hồng chia sẻ cái cây trên dây của mình nó sẽ như thế nào, trái nó như thế nào để mà ăn được cái trái ngon khi cái trái nó đã bóng lưỡng to là mình ăn được rồi đừng để cho cái trái đó đổi qua màu tím nếu đổi qua màu tím thì ở trong của nó không còn ngon nữa những năm qua hồng để cho những trái chanh dây của mình thành màu tím khô khi cắt ra thì nó đã khô queo well hết rồi khi biết được những năm sau thì mình đã cắt những trái chanh nó vào trong nhà ăn rất là ngon sau khi mình đã tụ vắng cho bông cây chanh dây rồi qua ngày sau thì mình sẽ thấy được cái bông nó khép lại rồi cứ như vậy vài ba ngày mình sẽ thấy được cái trái nhỏ bé xinh xinh Rồi từ từ sẽ thấy nó lớn lên Không phải là một bông hai bông Mà mỗi ngày không biết là bao nhiêu bông Coi vậy mà rất là nhanh Chỉ cần một tháng, hai tháng thì mình sẽ có rất là nhiều trái Có những lúc cây của mình nó nhiều trái quá mình không còn để ý nữa khi ra khu vườn thì mới nhìn vào trong những cái cây Cái trái mà mình không có tụ vắng Mà nó vẫn có trái bình thường Bởi vì có lẽ là những con kiến Nó đã vào trong cây bông của mình Và đã giúp mình tụ vắng Vậy thì cây chanh dây của mình có cần có kiến hay không Thì cũng tùy theo cả nhà Nhưng riêng cá nhân của Hồng Thì không có thích khu vườn có kiến Bởi vì những con kiến này có thể nó sẽ hại cây của mình Hôm nay Hồng chia sẻ nói về cây chanh dây. Hy vọng là cô chú anh chị và các bạn cũng thích có một cái cây ở sau khu vườn của mình. Ngắm hoa hay trồng cây ăn trái, rau củ quả. Đó là niềm vui. Nhất là khi mình đi làm về mệt mỏi. Cô chú anh chị ở trong nhà thì cũng sẽ buồn mùa hè thì cũng nên ra ngoài khu vườn mình có cái gì đó để mà mình ngắm mình nhìn thì đó cũng là một cái niềm vui cho mình quên đi cái mệt mỏi những viên thuốc mình uống mỗi ngày chưa chắc gì nó giúp cho mình khỏe mạnh vui vẻ đâu nhưng cái gì mình có ở sau khu vườn mình thấy được nó cho mình cái niềm vui thì cũng giúp cho mình rất là nhiều mến chúc cô chú anh chị và các bạn luôn luôn vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và người thân đừng quên cho nhau những nụ cười cảm ơn rất nhiều đã luôn thương mến ủng hộ xem video mỗi ngày đừng quên cho một cái subscribe like và share vài hàng comment để mỗi ngày đọc rồi hồi âm cảm ơn rất nhiều xin hẹn lại ngày mai